Diễm Trang xin được kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình giao lưu cùng những gương mặt gắn bó với cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn đang được phát trên sóng LA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính thưa quý vị, cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn mùa 1 đã được tổ chức vào năm 2017 theo di nguyện của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn, đó là phổ biến những ca khúc chưa được phổ biến đến công chúng, và được hai người con của ông, đó là người con gái thứ 5 và người con gái thứ 9 đứng ra tổ chức, đã có những thành công nhất định. Và sau 5 năm thì ban tổ chức đã quyết định đó là khởi động mùa 2 cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn với những điều mới lạ và hấp dẫn để mà thu hút thí sinh. Thế thì những thành công của mùa 1 cùng với những điểm mới lạ và hấp dẫn của mùa 2 là gì? Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của các khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên Diễm Trang sẽ được trân trọng giới thiệu ca sĩ Hạ Châu, người con thứ 5 của nghệ sĩ nhạc sĩ ưu tú Bắc Sơn, cố vấn của cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn. Tiếp theo Diễm Trang sẽ được trân trọng giới thiệu, đó là ca sĩ Nhân Nhân Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn Nông, là người gái thứ 9 của ông. Xin được giới thiệu ca sĩ Bích Phượng, một ca sĩ luôn gắn liền với dòng nhạc tình ca Bắc Sơn. Và khách mời cuối cùng đó chính là ca sĩ Liêu Kỳ, đang là quán quân ở cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn mùa 1 ạ. Đầu tiên Diễm Trang xin được cảm ơn bốn vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mà câu hỏi đầu tiên Diễm Trang muốn được biết đó chính là cái cảm xúc khi mà chúng ta khởi động mùa 2, thì không biết là trong mỗi người có những cảm xúc như thế nào. Có lẽ Diễm Trang xin được mời chị Hạ Châu trả lời trước ạ. Hạ Châu xin được kính chào quý vị khán giả. Câu hỏi của Diễm Trang á là Hạ Châu rất là suy nghĩ. Cái cảm xúc rất là giống như lần đầu được năm 2017 mình tổ chức vậy đó. Lần này thì là lại là hào hứng hơn và muốn cho cuộc thi sẽ thành công hơn và được nhiều thí sinh đến với đó. Cuộc thi hơn. Dạ, còn chị Bích Thủy, không biết là cảm xúc của chị như thế nào thưa chị? Cảm xúc của Bích Thủy trong cái việc này thì sự lo lắng là nhiều hơn. Bởi vì là trong cái bối cảnh hiện nay á, thì Bích Thủy đang nắm cái trọng trách của tập đoàn Nông rất là lớn, đó là thực hiện tới 9 dự án khu dân cư trong giai đoạn hoàn thiện nên là rất là bận. Tuy nhiên là cái giai đoạn này nếu mà Bích Thủy không làm nữa thì nó không còn ý nghĩa, bởi vì là nó đã 5 năm trôi qua rồi. Lẽ ra là năm thứ 3 đã phải làm nhưng mà là bị dịch bệnh. Do đó là sự lo lắng chồng chất. Tuy nhiên là bù lại thì hiện nay thì là rất nhiều người chia sẻ với Bích Thủy, bởi vì là một tập thể đoàn tình ca Bắc Sơn đều đồng lòng thực hiện chương trình, nên về phần trách nhiệm của Bích Thủy hiện nay được chia sẻ cho chị Hà Châu, chị Bích Phượng và anh Bình Chinh. Mà ngay cả về cái vấn đề kinh phí để thực hiện chương trình thì lần này không phải mình Bích Thủy mà còn có chị Hà Châu đóng góp rất nhiều. Bích Thủy xin phép là không nói ra số tiền cụ thể, tuy nhiên chị Hà Châu đóng góp rất nhiều trong cái chương trình này. Rồi anh Bình Chinh, và đặc biệt có một bạn, đó là một đối tác của Bích Thủy cùng đồng hành, đó là anh Vũ Thư Viện, giám đốc công ty An Phúc, đã đóng góp cũng phải nói là gần như là cùng với chị Hà Châu là hơn 50% rồi. Nên về vấn đề kinh tế lần này thì Bích Thủy rất là nhẹ gánh, nhưng vấn đề về lo lắng cho sự kiện này chắc là phải phó thác cho chị Hà Châu, chị Bích Phượng và ban tổ chức, ban giám khảo nhiều hơn. Đó là những cái điều mà cũng như là khuyến khích và động lực để chúng ta phải khởi động mùa 2 lại thôi, đúng không chị? Còn chị Bích Phượng là một ca sĩ luôn gắn liền với cuộc thi, thì không biết là khi mà khởi động mùa 2 này thì cái cảm xúc của chị như thế nào? Bích Phượng cũng rất là vui, cũng được đồng hành với lại chương trình cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn thứ 2. Thì đây là mình chỉ nói ngắn gọn là sẽ rút kinh nghiệm của cuộc thi lần 1. Và Bích Phượng nghĩ rằng là cuộc thi lần 2 này sẽ tổ chức về mọi khía cạnh sẽ tốt hơn rất nhiều, về mặt tổ chức, về mặt chuyên môn, và sự lựa chọn cho thí sinh. Về bài hát thì chắc có lẽ sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm và làm cho thí sinh cảm thấy hào hứng và phù hợp hơn. Sẽ có chất lượng hơn, đúng không? Chị xin bổ sung á, lần này á, là đoàn tình ca Bắc Sơn của mình có một sân khấu ở trung tâm thương mại 3. Nên là một cái địa điểm để mà thử giọng rất là tuyệt vời, và đồng thời các thí sinh của mình xem như một lần được tiếp cận với khán giả và đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp. Và mở bài, đề bài của lần này thì chị Hà Châu đã quyết định không phải là 5 bài mà tới 15 bài. Một chút nữa chúng ta sẽ bí mật điều này. Bí mật, bật mí. Còn đối với ca sĩ Liêu Kỳ, bạn thì sao? Là một quán quân của mùa 1, thì khi mà khởi động mùa 2 này thì cảm xúc của bạn thế nào? Liêu Kỳ xin chào chị Trang cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Cái cảm xúc của Kỳ đó là Kỳ
vẫn cảm thấy là mình chúng đang bắt đầu quay trở lại với cái công cuộc chuẩn bị cho cái cuộc thi của mình lần đầu tiên. Cái thứ hai nữa là Kỳ cảm thấy may mắn cho tất cả các bạn sẽ thi trong thời gian sắp tới này. Tại vì sau 5 năm thì những cái bài hát của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn đã được phổ biến nhiều và các bạn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhạc của ông hơn. Còn trước đây giống như là Kỳ cũng như tất cả các anh chị em thí sinh của mùa 1, hầu như là chỉ biết được vài bài thôi. Không có nhiều sự lựa chọn để đa dạng màu sắc cho chương trình giống như lần này. Có nghĩa là có nhiều đáp diễn hơn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Thưa chị Bích Thủy, với tư cách là một nhà sản xuất của chương trình luôn, thế thì chị có thể là nói về những thành công của mùa 1 đã đem lại cho ban tổ chức là như thế nào ạ? Thành công rõ rệt nhất đó là đoàn tình ca Bắc Sơn có một liêu kỳ đi biểu diễn rất được nhiều người yêu thích. Và cũng như là những bài hát mà của chương trình lần trước mà Liêu Kỳ vừa nói đó, thì các bạn đã hát nhiều hơn. Và trên cái YouTube của Tình Ca Bắc Sơn á, thì cái những cái bài hát mình đưa lên để mà làm karaoke đó thì mình thấy rất là nhiều view. Đó là những cái thành công trước mắt. Và cái thành công lâu dài nhất á, là các khán giả sẽ không quên nhạc sĩ Bắc Sơn cũng như những bài tình ca của nhạc sĩ. Còn theo em thì em thấy là những cái bài mà nằm trong danh sách quy định của mùa 1 để mà có thể là phổ biến đến khán giả thì Tràn lại nhớ nào là Có Khuya nè, Còn Nghe Thương Thầm nè, rồi rất là nhiều bài luôn, Về Thăm Quê Ngoại nè, nó rất là nhiều bài mà có thể là không chỉ Trang mà là khán giả sẽ nhớ hơn, ngoài những tình khúc bất hủ như là Còn Thương hay là Em Đi Trên Cỏ Non hay là Sao Mưa Dông gì đó vân vân. Thế thì với mùa 2 này, ngoài những cái điểm nãy giờ chúng ta đã kể đến khán giả nghe rồi thì có những điểm gì mới và hấp dẫn để mà thu hút thí sinh thưa chị Hà Châu? Ở mùa 2 này đó, đặc biệt là Thủy với Châu á, thống nhất là mình đưa một số bài mới nữa. Vì trước đây á, khi chưa có cuộc thi 1 á, thì người ta chỉ biết nhạc 3 cao lắm là 4 tới 5 bài thôi. Nhưng hiện tại á, thì nó lên mười mấy bài rồi. Và có cái sân khấu của mình á, hàng đêm nói không ai tin, với một đêm có khi hát tới 9 bài của 3. Mà khán giả vẫn nghe, là cái sân khấu mình hiện có đó, nó có màn hình LED, mà đội ngũ tự quay phim của đoàn mình cũng có. Nên có lẽ cái sự thu hút là thí sinh được quay và được hát trên sân khấu mình. Chứ có nhiều người đâu chưa bao giờ được quay một cái clip nào á. Nên chị nghĩ cái đó cũng là một cái gây hưng phấn cho các em thí sinh. Có nghĩa là thí sinh lần này á, mà tham gia đó, thì em thấy rằng là cái mà người ta thích nhất đó là người ta sẽ đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp, tiếp cận với rất nhiều khán giả để mà thể hiện cái khả năng ca hát của mình. Những người mà chưa bao giờ lên sân khấu thì đó là ít nhất một lần tiếp cận được với lại sân khấu chuyên nghiệp. Còn đối với những các bạn đã ca hát nhiều rồi thì các bạn sẽ có một cơ hội rất là lớn, đó là cùng với đoàn tình ca Bắc Sơn đi lưu diễn. Trong cái mùa Du Lan này là có tới là gần 40 show diễn cho các bạn luôn đó. Nên các bạn nhanh chân. Như vậy là nếu như mà chúng ta trở thành thí sinh của cuộc thi tình ca Bắc Sơn mùa 2 này thì giống như Liêu Kỳ đây sẽ được nhiều sức diễn từ đoàn tình ca Bắc Sơn nè, có nhiều MV nè đúng không? Trang thấy rất là nhiều MV của ca sĩ Liêu Kỳ với những bài hát mới mà rất là đẹp, được phát trên sóng của các đài phát thanh truyền hình. Rồi bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc với chị nhé. Anh Thịnh ai trước cổng rào vậy cả? Dạ, con Tư Thịnh đạm chạy nhật trình nè mợ ơi. Lo nè mợ. Mợ ơi, con chuẩn bị đồ cho mợ xong hết trơn rồi nè. Mợ coi tranh thủ đi về đi, về mệt thứ xa lắm đó. Mợ ráng chờ cậu chút xíu, rồi cậu với mợ về luôn được. Thôi mợ tranh thủ về đi, mặt trời sắp lặn xuống rồi kìa. Mà mợ về trễ đòi là không có được đó, mợ tranh thủ đi. Mấy thang thuốc mợ hốt cho bà con bỏ đây chưa? Dạ bỏ rồi hết rồi. Thôi thì mợ đi về trước nha, dặn cậu về liền ha. Mợ, cái số con á thì nó cũng cô đơn, mợ thì cũng thui thủi của mình. Không mấy giờ mợ cho con gọi mợ tiếng má nha mợ, để thi thoảng á, hôm qua con dâng cho mợ chén cơm, bưng cho mợ ly nước.
mợ cháu mình có gì đùm bọc lẫn nhau nha mợ. Thank you.
tháng cuối năm. Còn thương mấy gốc rạ dung trâu nằm. Phương trời đó má ra đầu ngõ, má mỏi mòn trông. Phương trời đó má ra đầu ngõ. Gió đưa bông sậy với tiếng hát của ca sĩ Bích Thủy và Bình Chinh, cùng với những chia sẻ của chị Bích Thủy và chị Hà Châu nói về những cái thành công của mùa 1 và những điều mới lạ và hấp dẫn của mùa 2. Trang muốn quay lại câu hỏi cùng với chị Bích Phượng. Thưa chị là một ca sĩ luôn gắn liền với dòng nhạc của ba cũng như là theo sát cuộc thi luôn. Thế thì chị cảm thấy là cái sự tiếp nhận của khán giả đối với những ca khúc mới mà mình phổ biến của ba thì nó như thế nào ạ? Bên cạnh những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Tú Bách Sơn thì như hồi nãy giờ chúng ta đã nghe là đã phổ biến thêm một số ca khúc, rất là nhiều ca khúc mới, không phải là mới, là mới với khán giả thôi đó. Anh đã là như cái sân khấu của trung tâm thương mại ba của tập đoàn nông ở Đức Hòa đó, thì như chị Hải Châu nói là chúng tôi diễn hàng tuần thì một đêm có thể 7, 8, 9 bài của ông. Để gì? Để mục đích là chúng tôi muốn giới thiệu, quảng bá và truyền cảm xúc đến cho khán giả qua những bài hát tương đối mới của ông. Thì tôi thấy là năm nay nếu mà khởi động mùa thi lần 2 này thì như là 15 ca khúc sẽ được vào dòng chung kết và chung kết xếp hạng. Dạ. Để cho thí sinh rộng tay lựa chọn bài. Tại vì mùa 1 thì vô dòng chung kết xếp hạng chỉ có 5 bạn thôi, nhưng mà thật sự những ca khúc đó là đậm chất của miền Tây Nam Bộ. Thì các bạn đôi lúc cái chất giọng các bạn rất là sang trọng. Tại vì chúng tôi ngồi dàn ở dưới để nghe đó, thì có nhiều cái giọng sang nó gắn vô cái dân ca Nam Bộ, nó lại không phát huy hết cái chất giọng của các bạn. Cho nên năm nay là ban tổ chức cũng như là ban giám khảo đã hội ý để mà đưa những cái bài nó rộng rãi hơn, để các bạn có thể thể hiện hết sức về cái cảm xúc của mình và về cái chất giọng của từng bạn mà trời đã cho mình cái chất giọng đó, để chúng ta đặt vô cái ca khúc nó phù hợp, thì cái chất lượng của cuộc thi năm nay tôi nghĩ là sẽ cao hơn mùa 1. Và bên cạnh đó là qua cái kinh nghiệm của mùa 1 thì ban tổ chức và ban giám khảo chúng tôi sẽ có những cái vạch định riêng, tập dượt hay là vòng sơ khảo tuyển chọn gì đó. Tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích rất nhiều khi mà đưa thí sinh dự thi cái cuộc thi tiếng hát tình ca Bách Sơn lần 2 này, nó sẽ chất lượng rất là cao hơn. Đó là những điều hy vọng mà chúng ta đang hy vọng ở phía trước, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Liêu Kỳ cùng với lại ca sĩ Hà Châu qua một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Tú Bách Sơn, đó chính là Sa Mưa Dông. Trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây cột mẹ rơi mái lá nghèo cũng đừng giọt xíu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dậy bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại yêu. Cha ơi,
sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh. Đời giới trong môi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm. Mẹ gần về chưa, xa mưa giông cho mưa heo gió mèo, cây cầu cha bắn qua sông để mẹ về nướng cuộn nuột giấy. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặn dòng sông trời còn ngàn năm. Cứ mưa hoài để thèm thuồng giọt nắng, sắc sao hè con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn cháu. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm chén canh cá cắm câu. Trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xứ, giọng cô hương với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ là vàng bầu, mong một chuyến đò ngang nối đôi bờ cách trở, để mẹ đừng ngã nghiêng chân bước qua cầu. Cây cầu nhỏ dặn mình rung rung trong giông bão. Trời xa mưa giông không một chuyến đò qua lại, cha còn ở đâu sao mẹ vẫn chưa về. Nhà dốt cột xiêu gió lòng tư bề, cha vẫn chưa về còn dầm trong mưa lạnh. Xa mưa giông đó, cha mẹ đã đi đi mãi không về. Trên sông buồn mưa lạnh, con ngồi khóc một mình, muốn trút cạn thâm tình. Theo hương khói bay bay,
sao bài gắn lá lai cho quan nghiệt lắm thay giống bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay lòng không vui thương nhớ lệ thắm nén gian tàn trong trời tàn cơn mưa rồi trời lại nắng nhưng con biết tìm đâu cha mẹ ở trên đời trời không xa mưa giông nơi quê người xứ lạ con vẫn nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong bao năm con đợi con chờ cha mẹ xa rồi con chờ chị à, vừa rồi là ca khúc Sa Mưa Giông với tiếng hát của ca sĩ Hà Châu và ca sĩ Liêu Kỳ. À, Trang muốn hỏi Liêu Kỳ là nếu như mà để rút ra được những cái kinh nghiệm để mà trở thành một thí sinh mà thi tốt trong mùa 2 này thì theo Kỳ là mình có những kinh nghiệm gì để chia sẻ cho những thí sinh mùa 2? Nếu như các bạn thực sự đam mê và yêu thích những bài hát của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn, các bạn nên nghe nhiều hơn. Tại vì dòng nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn nghe một lần sẽ chưa hiểu hết được phải cái ý và cái tứ của ông, yeah. Nên mình phải cảm nhận nhiều hơn. Khi mà mình tìm hiểu được những cái câu chuyện xung quanh và tìm hiểu được cái hoàn cảnh ra đời của bài hát, hay là mình nghe nhiều hơn để mình thấm từng câu từng chữ của ông, thì cái cảm xúc của mình hát nó sẽ được tràn đầy. Đây là cái kinh nghiệm mà được Kỳ được tất cả anh chị trong bàn, yeah. Đặc biệt là những đặc biệt là cô Hà Châu, cô Phượng hay cô Bích Thủy hướng dẫn và dìu dắt, cho nên là Kỳ cũng muốn truyền tải lại đến tất cả những bạn đang chuẩn bị có ý định tham gia chương trình để các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn. Nãy giờ thì chúng ta nói đến cuộc thi rất là nhiều, thế nhưng mà cái cách đăng ký cũng như là gửi hồ sơ như thế nào thì chị Bích Thủy có thể nói để mà các bạn có thể gửi hồ sơ liền ạ. Cái việc đăng ký rất là đơn giản. Bích Thủy đăng trên Facebook Bích Thủy nè, đăng trên Facebook Tình Ca Bắc Sơn nè, và tất cả các ca sĩ trong đoàn cũng có những cái fanpage đó, yeah. Đăng lên đó và đăng cả cái số điện thoại để liên hệ. Cũng đồng thời vừa qua thì có trên 20 tờ báo, 20 cái chương trình của những tờ báo và đài truyền hình đưa cái chương trình này lên. Và các bạn ơi, Facebook của Bích Thủy và Facebook Tình Ca Bắc Sơn á, là tràn ngập những thông tin. Các bạn có thể trực tiếp, giống như vừa rồi đó, trên Facebook của Bích Thủy là các bạn liên hệ trực tiếp với Thủy. Và có những bạn thí sinh rất là dễ thương, hát dân ca, hát trời xa mưa giông, hát mà múa luôn. Bắt đầu mới hỏi Thủy là bây giờ chị thấy vậy được không? Cái Thủy mới nói là tôi thì hát dân ca, mình bớt cái ngoại hình chút xíu, mình thể hiện bằng cảm xúc của mình đi. Hay là bây giờ liên hệ với cô Hà Châu đi, thì cái này cô Hà Châu nhất. Còn cô Bích Thủy thì không có nhiều kinh nghiệm. Các bạn rất là dễ thương luôn. Và hiện nay, xin bật mí nha, được 100+ người rồi đó. Mới từ tháng 7 tới giờ thôi đó. Mà tới tháng 10 mình mới off. Nên là có lẽ là lượng thí sinh lần này hy vọng sẽ nhiều hơn. Như vậy là cuộc thi sẽ nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh đến 30 tháng 10. Nên các bạn hãy nhanh tay để trở thành thí sinh của mùa 2 nha. Còn chị Hà Châu thân mến, sao mà chị giật mình ? Em lại muốn hỏi là cái sự mong muốn của chị cùng với chị Bích Thủy và một số thành viên nữa trong ban tổ chức trong cuộc thi này, là chị mong muốn cái sự thành công nào nhất? Chị rất là mong muốn đẩy được một số bài mà anh em trong đoàn đã thu rồi, yeah. Mà chị muốn đẩy những bài đó của ba lên và giới thiệu được, giống như Phượng nói là ba viết rất là nhiều bài và rất là nhiều thể loại, ngoài cái dân ca phát triển nè, nhạc Tây Nguyên nè, nhạc sang nữa. Cái điều mà Châu rất là mong muốn kỳ này là đẩy được cái bài của ba lên, đó là bài Về Ba Lai Nghe Câu Hò Xứ Sản, mà nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo và nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm hát cũng rất là tốt, và ca sĩ Bích Vượng cũng đang là hát bài đó. Ba giọng ca này hy vọng
sẽ tìm được một Lưu Kỳ thứ hai mà hát nhạc của ba ngoài những cái loại thể loại nhạc khác. Dạ chị, nhưng mà em thấy cái bài Dượng Hỏi Sao Hè đó, cái bài đó mới là hay nha. Mà đặc biệt lần này đó thì là mình đã quay một cái MV mà tới ba nghệ sĩ nổi tiếng, ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng, ví dụ ca sĩ Thanh Hằng này, ca sĩ Bích Phượng mà Tâm Tâm thể hiện bài đó. Em thấy bài đó number one thì hy vọng là sẽ đẩy được năm bài đi, nhưng mà nhất vẫn là bài mà Châu muốn, vì đó mới đúng là danh sách đến 15 bài. Chị có thể kể một số bài, nhưng mà cái bài đó là cái hồn của ba đó. 15 bài thì bây giờ Bích Thủy không nhớ hết, nhưng mà trong đó Bích Thủy thấy là những ai mà hát thể hiện thành công cái dòng nhạc của Trịnh Công Sơn thì sẽ chọn hai bài này nè. Thứ nhất là Chùm Bông Phượng, Chùm Hoa Phượng Nhỏ và Lặng Lẽ. Thì hai bài đó, một bài là do Bích Thủy thể hiện, Bích Thủy thấy hay quá trời. Không biết phải tại mình hát hay không. Và một bài Lặng Lẽ mà Bích Thủy nói là ca sĩ Bình Chinh là cháu nội của nhạc sĩ Bắc Sơn thể hiện rất là thành công. Thì hai bài đó thì Bích Thủy thấy là sở trường của mình đó, mình rất là thích hai bài đó. Còn theo chị Phượng thấy mấy bài nào hay chị Phượng? Như ý chị Hà Châu nói là như cái bài mà Về Ba Lai nghe câu hỏi xế sản đó, là tại sao chị Hà Châu muốn đẩy cái bài đó lên, vì cái giai điệu nó rất là mượt mà và cái kỹ thuật nó rất là khó. Mà nếu thí sinh nào gọi là mạnh dạn đăng ký phải chịu khó tập dượt thì khi cũng hát á mà đạt được kết quả thì là các bạn đó có thể bước ra làm ca sĩ như chúng tôi được hết. Tại vì nó rất là khó. Mà nếu mà chọn bài đó thì chắc chắn sẽ có điểm cộng. Chính xác. Dạ, có thể nói có là điểm qua... cộng nha, có điểm cộng nha. Mà Trang thấy là có thể nói là qua những cuộc thi như thế này thì chúng ta mới thấy là cái kho tàng âm nhạc của ba rất là đồ sộ. Và nó có rất là nhiều thể loại và phong cách ở trong đó, nhiều chủ đề mà gắn liền với quê hương, đúng không chị? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo với chị nha. Thank you.
còn nguyên những kỷ niệm. Con chợt thấy ngoài buồn, biết đâu chuyện mất còn. Với quê ngoài thân ai yêu dấu suốt đời con. Con chợt thấy ngoài buồn, biết đâu chuyện mất còn. Với quê ngoài thân ai yêu dấu đời con. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Về Thăm Quê Ngoại với tiếng hát của ca sĩ Hương Lan cùng với là ca sĩ danh nhân Bích Thủy. Và thưa quý vị, có thể nói là cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn sẽ tìm ra những thí sinh để mà tạo nên một sân chơi rất là chuyên nghiệp, để mà các bạn nào có thể đam mê sân khấu mà chưa được thể hiện trên sân khấu thì chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký để mà trở thành thí sinh của cuộc thi và đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp để thể hiện đam mê của mình quý vị nhé. Và có một điều trăn trở mà có nhiều khán giả cũng có ý kiến rằng là nhạc của nhạc sĩ ưu tú Bắc Sơn lại hơi khó thể hiện, bởi những cái nó giống như nãy giờ mình đã nói đó, là cái phải nghe nhiều, phải thấm nhiều, phải cảm nhận được câu chuyện. Thế thì là một thành viên của ban tổ chức, cũng là một thành viên của ban giám khảo luôn, ca sĩ Bích Phượng sẽ có những cái chia sẻ gì, có những cái hướng dẫn gì mà có thể là gửi đến các bạn mà các bạn yên tâm đăng ký cho cuộc thi mùa 2 này ạ? Tại vì nếu các bạn đăng ký thi á, thì chúng tôi đã có chuyển những cái đường link của các bài hát. Cho nên là như Lưu Kỳ, nó là quán quân của mùa 1. Nó có một cái kinh nghiệm cho bản thân, khi nó được quán quân nó phải nghe thật nhiều cái bài hát đó. Mình cái bài nào mình chấm mà để mình vô mình thi, mà khi mình quyết tâm mình thi bài đó là mình phải nghe thật kỹ từng nốt để mình khi mình thể hiện không bị phô, không bị sượng. Thì đưa cho đến người nghe, nhất là ban giám khảo, lỗ tai ban giám khảo rất khó chịu khi mà nghe mình hát sao mà nó chinh với nhạc, hoặc là mình hát sao cái nốt sao nó lỡ khó chịu. Đó là vậy. Thành ra là các bạn phải là hết sức là nghe cái bài đó rất là kỹ. Nếu mà tôi nghĩ là nếu mà không xử lý được thì các bạn có thể alo ban giám khảo. Thí dụ các bạn được vô vòng trong, chúng tôi sẽ bỏ thời gian tập cho các bạn. Đó là một điều là tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn thí sinh nhất. Như vậy thì rất là an tâm đúng không các bạn? Nếu như mà chúng ta nghe nhiều mà chúng ta chưa hiểu được thì có thể gọi ban tổ chức, gọi ca sĩ Hải Châu, ca sĩ Bích Phượng, hoặc là ca sĩ Nhân Bích Thủy cùng với lại ca sĩ Liêu Kỳ, có thể là chia sẻ những kinh nghiệm mà những mà họ đã gắn bó với dòng nhạc này rất là nhiều rồi ạ. Rồi thế thì thông qua cuộc thi này, một điều nữa, chị Thủy thì chị có muốn nhắn nhủ gì, cũng như là có một cái lời kêu gọi gì để mà thí sinh đến với cuộc thi ạ? Thông qua cuộc thi này thì cũng vẫn là một cái ý đầu tiên mà đặt lên hàng đầu để có cuộc thi này, đó là nhạc của ba được đến gần hơn với công chúng và một số ca sĩ mà yêu thích dòng nhạc dân ca nói chung và dòng nhạc của ba Bích Thủy nói riêng thì sẽ được tiếp cận nhiều hơn những bài hát. Và Bích Thủy rất là hoan nghênh các bạn đến với tình ca Bắc Sơn để một lần thể hiện mình, cũng như là để có thể là Bích Thủy với chị Hà Châu sẽ hỗ trợ các bạn hết mình khi các bạn sử dụng nhạc của ba Bích Thủy ạ. Thưa quý vị, đó chính là những cái chia sẻ, những cái tâm sự của bốn vị khách mời, những gương mặt đã luôn gắn bó với cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn, muốn gửi đến tất cả quý vị, đặc biệt là những bạn nào đang có mong muốn trở thành thí sinh của cuộc thi 12 thì các bạn hãy nhanh tay lên nhé. Hồ sơ chúng tôi sẽ vẫn còn tiếp nhận cho đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022. Và với những điều mới lạ và hấp dẫn, như là cuộc thi sẽ có những giải thưởng hấp dẫn nè, sẽ có một sân khấu chuyên nghiệp cho các bạn thể hiện. Nếu như các bạn đạt giải thì sẽ có những show diễn rất là định kỳ luôn, cùng với những sản phẩm âm nhạc mà các bạn sẽ được ekip của Đồng Tình Ca Bắc Sơn quay hình để mà phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình. Đó là những điểm hấp dẫn mà các bạn còn chần chờ gì nữa, không nhanh tay đăng ký với cuộc thi tiếng hát Tình Ca Bắc Sơn mùa 2 này quý vị nhé. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của bốn vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Rất mong là những cái dự định, những cái kế hoạch cho cuộc thi này sẽ diễn ra một cách thành công rất là mỹ mãn. Chúc cho cuộc thi mùa 2 sẽ chất lượng hơn, thành công hơn và tốt đẹp hơn. Đến đây thì chương trình giao lưu với những gương mặt luôn gắn liền với lại cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn xin được khép lại. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mà mong muốn rằng trong mùa 2 này sẽ gửi đến quý vị phổ biến hơn, đó là Dường Ổi Sau Hè với tiếng hát của ba nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Tâm Tâm cùng với là ca sĩ Bích Phượng. Chào quý vị.
phà rách miếu, không ai biếu mà mình cũng mua một chục ổi chín đứng đợi phà. Cầm trên tay nghe thơm vị ngọt phù sa. Vậy mà hung trên môi hoa dây mà hung trên môi nghĩ thương giường ôi sao hè hoa thank you.
khi cuộc đời ba chìm bãi nỗi tám chín cái linh đình tình. Trời đất bao la một